Thật là cảm động rơi nước mắt khi mà nhiệt độ ngoài trời 36, 37 độ, thầy chùa đi giúp các Phật tử đi phơi thóc nhé các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đấy. Rất là cảm động, thật sự cảm động các bạn. Xin cảm ơn thầy, một lần nữa xin cảm ơn thầy rất nhiều. Cảnh sát giao thông vào đây nhìn thấy thì chắc là phải chắp nón để lạy thôi. Của chúng tôi đi quét lúa chúng tôi phải đội mũ bảo hiểm. Quay rồi nhưng mà bà ơi sao không xếp từng hàng nằm xuống?